Đội tuyển Việt Nam, câu chuyện từ những thông số. Đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại thứ 6 liên tiếp trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Dù khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu Á đã được các chàng trai áo đỏ nỗ lực thu hẹp dần, nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề cần được đặt ra trước trận gặp Ả Rập Xê Út vào tối ngày mai. Ở trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, những chỉ số về chuyên môn của chúng ta kém hơn so với đối thủ. Tỷ lệ kiểm soát bóng là 36%, trận gặp Ả Rập Xê Út là 28%, gặp Australia là 30%. Số lượng đường chuyền cũng khiêm tốn, 316 so với 618 của đội khách. Nhưng cho dù phải chịu sức ép pressing khá lớn đến từ Minamino và các đồng đội, thì đội tuyển Việt Nam cũng đã thực hiện thành công 251 trên 316 tổng số đường chuyền, đạt tỷ lệ 79%. Ở trận gặp Australia là 176 trên 277, đạt tỷ lệ 64%. Trận gặp Ả Rập Xê Út là 177 trên 263 với 67%. Nếu so sánh trực tiếp với trận đấu gặp Nhật Bản tại Asian Cup 2019, thì những thông số chuyên môn cũng cho thấy sự tiến bộ. Năm 2019, chúng ta chỉ kiểm soát bóng 32%, tổng số đường truyền thành công là 229 trên 327, chiếm tỷ lệ 70%. Đó thực sự là những con số biết nói, thể hiện được những cải thiện tích cực của các học trò ông Park trước đội tuyển Nhật Bản và những đội bóng hàng đầu châu lục. Có thể những diễn biến trận đấu, những pha bóng trên sân đôi khi còn bị nhìn nhận dưới góc nhìn cảm tính. Còn khi mọi thứ đã được phân tích dưới góc độ chuyên môn qua những con số thì mọi chuyện trở nên rất rõ ràng. Về mặt phòng ngự, những trận đấu mà chúng ta tập trung phòng ngự triệt để với những đối thủ hàng đầu thì Quý Ngọc Hải và các đồng đội đã thể hiện được sự tiến bộ. Những sai sót sơ đẳng trong trận đấu với Ả Rập Xê Út đã được nỗ lực chỉnh sửa một cách hiệu quả trong các trận gặp Australia và Nhật Bản. Hai bàn thua trong hai trận đấu trên là những sai lầm hiếm hoi của các tuyển thủ trong suốt cả hai lượt trận. Và cũng phải nói thêm, đó cũng là những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao đẳng cấp hàng đầu châu Âu. Đường chuyền của Hurtig của đội tuyển Úc và tốc độ, sự nhạy bén của cặp Minamino và Ito của đội tuyển Nhật Bản. Về tấn công, đội tuyển Việt Nam đã mạnh dạn kiểm soát bóng và tổ chức được nhiều đợt tấn công chất lượng về phía khung thành của đối phương. Trận gặp Ả Rập Xê Út có 3 cú sút, trận gặp Australia có 11 tình huống dứt điểm và trận vừa rồi gặp Nhật Bản, số cơ hội là 7 và dứt điểm trúng đích là 2, với những pha bóng rất gần với bàn thắng của Tiến Linh và Xuân Trường. Thậm chí có những thời điểm đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng và thực hiện được hơn 10 đường chuyền trước áp lực pressing rất mạnh của đối thủ. Rõ ràng, đó là sự tiến bộ cả về chuyên môn lẫn tinh thần, bản lĩnh, dám chơi và chơi được trước những ông lớn châu Á. Tuy nhiên, trong khía cạnh tổ chức phòng ngự của cả tập thể và cá nhân vẫn còn những sai sót và các cầu thủ cần phải cải thiện điều này. Trận gặp Ả Rập Xê Út vào tối mai sẽ mở đầu lượt về và chúng ta còn 5 trận đấu nữa. Lúc này, việc tranh vé đi Qatar là bất khả thi, nhưng cơ hội để có điểm, để trải nghiệm, để học hỏi và hoàn thiện mình thì vẫn còn. Chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, xem Việt Nam đang ở đâu, đang có khoảng cách như thế nào so với những đối thủ và đã làm được gì cũng như chưa làm được gì trong những trận đấu đã qua để tự hoàn thiện và sửa lỗi. Thất bại bao giờ cũng cho chúng ta nhiều bài học hơn khi là chiến thắng. Và bài học đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục luôn là những bài học đáng giá mà không phải lúc nào chúng ta cũng có được. Việc của thầy trò huấn luyện viên Park Seo lúc này là kiên trì với mục tiêu học hỏi và hoàn thiện mình. Chắc chắn họ sẽ có được kết quả tốt hơn ở giai đoạn lượt về.